Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review nhà đất vườn chính chủ. Hôm nay Thanh quay và giới thiệu lên cho cả nhà cùng theo dõi với em một mảnh đất nhà vườn sầu riêng chôm chôm và nhiều cây trồng khác là những cây kiểng, cây bông chủ nhà trồng cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi với Thanh ở đây. Và vị trí mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay, sổ của mình ở đây từ 2004, sổ chưa qua đầu tư, với tổng diện tích của mình sẽ được là 6.682 m², trong đó của mình sẽ được tổng cộng là 28 m mặt tiền đường, và đường của mình là đường thông. Sổ của mình thì đã có sẵn 200 m đất thổ cư. Tổng trên cái diện tích mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay của mình sẽ được 27-28 cây sầu riêng thái như thế này nha cả nhà, cao to như thế này luôn, chôm chôm đằng sau của mình là cao như vậy đó quý cô chú anh chị. Với toàn bộ căn nhà rộng rãi, chuồng trại đầy đủ, và trên mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay có hai giếng, đó là một giếng đào, một giếng khoan, cáp điện wifi đầy đủ. Chưa hết nha quý cô chú anh chị, từ vị trí căn nhà mà Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra được đường DT759B chỉ dao động vào có 200 m, và ở ngay cái đường DT759B đó của mình sẽ là trung tâm trường chợ trạm, cũng là trường học 123 sầm uất nhất của Tân Thành của mình. Vị trí mảnh đất nhà vườn trái cây hôm nay Thanh quay sẽ nằm tại là ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và hướng mảnh đất hôm nay Thanh quay thì sẽ là hướng Tây Nam. Còn hướng căn nhà mà Thanh đang quay ở đây sẽ là hướng Đông Nam nha quý cô chú anh chị của mình. Đây, ở trong căn nhà cả nhà mình nhìn ra như thế này thì cả nhà sẽ thấy được những cây trồng đó, như cây dừa này. Và toàn bộ cái phía đường trước đây thì anh chị chủ là chơi cây kiểng chủ đạo như cây mai, và những chậu kiểng như anh chị chủ đang chơi ở đây. Ở đây của mình thì có một cây sầu thái cũng đang còn có trái luôn đó quý cô chú anh chị của mình. Còn di chuyển ra hết toàn bộ cái mảnh vườn ở đây của mình sẽ toàn bộ là một vườn sầu riêng. Còn bây giờ cả nhà sẽ ra xem cái mặt tiền trước với em, và tí nữa Thanh sẽ di chuyển toàn bộ tổng thể để cả nhà đi ra đường DT của mình một cách đẹp nhất nha quý cô chú anh chị. Dạ đây, đường bê tông của mình ở đây thì sẽ rộng hơn những đường bê tông ở khác. Sẽ tổng chiều ngang mặt tiền của mình ở đây, chiều ngang cái đường bê tông đó sẽ được là 5 m. Và cáp điện wifi của mình ở đây là hiện hữu, chạy thẳng đúng một con đường theo hướng tay của Thanh chị ở đây. Từ đây để cả nhà di chuyển ra được đường DT759B chỉ có 200 m thôi nha cả nhà. Và ở đó sẽ là khu sầm uất, tí nữa Thanh sẽ di chuyển liền cho cả nhà mình cùng xem. Còn ranh giới của vị trí lô đất hôm nay Thanh quay sẽ tính từ vị trí cái cột đây cả nhà. Từ đây của mình chạy thẳng một đường thẳng thôi. Đó, cái cạnh này của mình chạy thẳng sẽ được là 149 m. Từ đây của mình chạy theo dọc hàng xóm xung quanh đông đúc của mình ở đây sẽ được là 28 m. Và test thông tin quy hoạch thì sổ của mình thì đã có sẵn 200 m đất thổ cư. Chạy dọc trên con đường đây của mình thì cả nhà sẽ thấy được chủ nhà là trồng mai này. Ở ghế nhà đây sẽ có sầu riêng, mít đầy đủ hết luôn. Và căn nhà của mình cực kỳ là rộng, chuồng trại kiên cố đầy đủ hết cho cả nhà mình. Đó, còn dân cư xung quanh cả nhà thấy đông nghẹt như thế này luôn. Là nói chung lô đất hôm nay Thanh quay là tiện ích, đường đi lối lại thông thuận tiện. Từ thành phố Hồ Chí Minh quý cô chú anh chị mình di chuyển lên chỉ có 130 km thôi cả nhà. Đó, thì tới đây, tới đây sẽ toàn bộ hết 28 m mặt tiền hôm nay Thanh quay. Cái mặt tiền của mình thì sẽ là hướng Tây Nam, còn hướng nhà là hướng Đông Nam như Thanh quay. Từ đây của mình chạy thẳng vào thì cạnh này của mình sẽ được là 117 và bung hậu ra như chữ L là 99 m. Cái phía sau của căn nhà của mình Thanh đang quay ở đây này, để tí nữa cả nhà mình di chuyển nó còn có nguyên một khu gia đình đông đúc ở dưới luôn. Thì tí nữa em sẽ di chuyển xuống đi vòng quanh hết toàn bộ diện tích căn nhà cho quý cô chú anh chị của mình theo dõi được nha. Bây giờ em sẽ di chuyển vào nhà, vườn và xung quanh để cả nhà mình nắm bắt hết được toàn bộ diện tích căn nhà cùng với em tiếp nè. Đó. Đây, căn nhà của mình rộng lắm quý cô chú anh chị. Nhà của mình sẽ có phòng khách, phòng ngủ các thứ đầy đủ. Ở đây của mình là có lát gạch đầy đủ sạch sẽ như thế này luôn. Đó, ở đây có một bộ ngựa của chủ nhà nữa này. Đây, đây là toàn bộ căn nhà của mình. Ở đây mình nhìn ra cái phía trước căn nhà là thông,
thoáng, đẹp toàn bộ vườn cây trồng của mình và toàn bộ diện tích căn nhà mà Thanh đang quay ở đây. Chủ nhà mong muốn gửi tụi em quay bán là 1 tỷ 600 triệu có thương lượng nhẹ, gặp trực tiếp chủ nhà để cả nhà trao đổi về sổ sách, giấy tờ pháp lý, hình ảnh video Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ và kiểm tra qua sổ sách pháp lý an toàn ha. Nhà của mình ở trên đây là chưa có lợp trần nhưng mà nhà mình xây cao ít nhất là phải 5 mét nên độ thông thoáng là rất mát với cô chú anh chị mình. Đó, căn nhà Thanh thấy ở đây thì sẽ quan sát mình có tới 3 phòng ngủ. 1, 2, 3, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet là đầy đủ. Chủ L của mình rộng lắm này cả nhà. Ít nhất là mình phải để được 3, 4, 5 bộ bàn ghế ăn ở đây. Ở đây có một bộ phản để mình nằm ngủ và nhìn ra phía trước luôn. Di chuyển sang bên đây mình vẫn đang còn nữa. Đó là ở đây là nhà tắm, nhà vệ sinh. Di chuyển đây là nhà tắm, nhà vệ sinh này cả nhà. Đó, bên đây. Ở nhà tắm, nhà vệ sinh của mình sẽ ở đây nhé quý cô chú anh chị. Đây là nhà tắm. Rồi kế tiếp nữa là nhà vệ sinh. Khuôn viên của mình là xây kỹ đầy đủ hết luôn. Bên đây sẽ là nơi để nồi niêu chén bát của mình. Và đây là sẽ nhìn ra cái phía trước là cái không gian để đồ đó. Thanh sẽ di chuyển tiếp cho cả nhà mình. Nói chung căn nhà của mình ở đây là xây rộng chắc cũng phải gần 200 m² quý cô chú anh chị của mình. Toàn bộ mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay ở đây quý cô chú anh chị đang theo dõi sẽ nằm tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang mặt tiền Thanh di chuyển sẽ được là 28 m và tổng diện tích sẽ là 6.682 m². Mình có sẵn 200 m đất thổ cư, sổ chưa qua đầu tư từ năm 2004 và chủ nhà mong muốn gửi tụi em quay bán là 1 tỷ 600 triệu nha quý cô chú anh chị mình. Bây giờ cả nhà sẽ di chuyển tiếp ra cái mảnh vườn cùng với em nè. Đó, đây. Ở đây của mình là toàn bộ cái không gian ở đây là chơi cây kiểng nha. Lúc nãy là Thanh di chuyển lại trong nhà đó. Vào trong nhà thì đẹp hơn, còn ở ngoài thì anh chị chưa tô này. Đó, đây là cái không gian. Tiếp tục nữa là phòng các chuồng trại mà chủ nhà của mình đang làm để chăn nuôi dê. Ở đây của mình có một cây dừa đã cho vào thu trái. Bồn nước các thứ là đầy đủ. Giếng và điện của mình ở đây là xài riêng biệt. Mình có hai giếng là một giếng đào, một giếng khoan. Cáp điện wifi là đầy đủ. Tổng cộng mà sầu riêng trồng trên vườn của mình sẽ được là tới gần 26, 27 cây sầu riêng Thái. Chôm chôm thì to như thế này này cả nhà. Và bây giờ là chôm chôm đang chín luôn nha. Đó, lúc nãy em tới là cô chủ cũng có cho ăn nè. Đó, em cho lại gần cả nhà quan sát nó kỹ hơn. Đó, chôm chôm của mình đang chín như vậy luôn. Còn đây của mình là có một cái giếng đào. Chạy dọc ở đây của mình là nguyên một vườn sầu riêng. Và sầu riêng của mình cao to thế này luôn. Đã được thu chính rồi nha quý cô chú anh chị mình. To lắm. Đó, sầu riêng là to, cao như vậy luôn. Kế tiếp ở đây nữa của mình là em thấy anh chị chủ là cũng yêu thích cây kiểng đó. Là vừa sầu riêng vừa mai rồi chôm chôm trồng xen canh với nhau hết thế này luôn. Còn ranh giới xung quanh toàn bộ cái mảnh vườn hôm nay Thanh quay đó thì đã thấy là được rào lưới đầy đủ. Ở đây của mình có cả cây sambuche nữa này quý cô chú anh chị. Dàn ống ở đây của anh chị là dàn bếp ống tự động đầy đủ hết luôn. Với một mảnh đất nhà vườn Thanh thấy đẹp, rẻ, chủ nhà đầu tư thì cả nhà sẽ sở hữu được một mảnh đất này. Di chuyển ra trung tâm trường chợ trạm nó gần. Đó, và từ thành phố mình đi lên là đi thẳng một đường thôi. Đi thẳng lên quốc lộ 13 là mình rẽ từ ngay quốc lộ 13 vào chỉ có 200 m là tới căn nhà của mình rồi. Đó, và 1 tỷ 600 triệu mình sở hữu một mảnh đất 2004 chưa qua đầu tư, sổ của người dân cần tiền gửi bên tụi em quay bán. Vườn trái cây sẵn như thế này hết, cáp điện wifi và cũng như bếp ống tự động sẵn cho quý cô chú anh chị của mình. Ở đây thì cả nhà có thể là mua để đầu tư, làm của hoặc là chiều tới mình về nghỉ dưỡng và có trái cây các mùa cho quý cô chú và anh chị của mình sinh hoạt. Bây giờ là mình đi nữa. Đó, đây là toàn bộ mảnh vườn của mình. Trên đây làm nhiều mai lắm quý cô chú anh chị. Nhưng mà mai thì chị chủ cũng có bảo là sẽ có bấn một vài cây đi. Thì mai này mình sẽ gặp trực tiếp chủ nhà xem chị chủ lấy và cho mình những cây nào cụ thể nha cả nhà. Vì quá nhiều. Đó, ở đây của mình còn có ít tiêu nữa này. Đây, và cái sổ của mình ấy, đẹp, nở. Và đất của mình Thanh quan sát ở đây thì bằng phẳng. Chất đất của mình là đất đỏ pha sỏi. Ở đây của mình có dừa luôn quý cô chú anh chị. Đó, đằng sau đây của mình còn có một cái view nữa. Đẹp quá cả nhà mình ha. Đây là toàn bộ cái mảnh vườn Thanh đang quay nè.
Trong thời gian Thanh quay, mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để em được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Cái đoạn mà Thanh đứng ở đây thì Thanh sẽ nói rõ cho cả nhà mình hiểu. Đây là cái đoạn mà từ đây cả nhà mình đi thẳng lên trên nhà mình đó. Đây như cái hình sổ Thanh quay ở đây này quý cô chú anh chị. Đó, sổ của mình mà từ trên nhà Thanh di chuyển xuống là đến cái chữ L. Và từ đây của mình bọc ngang tới bên kia, chạy thẳng lên trên đây của mình là diện tích của mình còn tới nhà hàng xóm ở đây nữa. Như Thanh đang di chuyển ở đây cả nhà sẽ thấy rất chi là rõ luôn. Sổ của mình là Thanh đang vừa đi theo thông tin quy hoạch Bình Phước cũng như đi theo cái diện tích của mình và đất đai của mình ở đây là chủ nhà của mình có trồng dừa, mai và có chôm chôm, sầu riêng. Nói chung là cái mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay là cả nhà cảm thấy phù hợp, nhanh tay gọi điện cho em để mình sở hữu một mảnh đất tuyệt đẹp như thế này nha quý cô chú anh chị. Chị chủ là trồng khuôn viên đầy đủ hết rồi. Ở đây em thấy chị có trồng thêm cả cây tràm nữa này quý cô chú anh chị. Đó, bắp, tràm, mai, dừa, sầu riêng, chôm chôm. Nói chung là rất nhiều luôn. Đây, tới ngay cái đoạn đây của mình là sẽ hết diện tích. Tại vì Thanh sẽ đi theo cái diện tích của mình cho quý cô chú anh chị của mình biết được là đất của mình nó tới đâu ha. Đó. Đây, Thanh đang đi ở trong cái diện tích của mình và phía sau của mình là giáp nhà hàng xóm như thế này luôn này. Dừa tốt cỡ này luôn, cà phê, đồ. Đây, đằng sau mà cái của nhà mình ở đây là giáp với nhà hàng xóm, dân cư đông đúc như thế này luôn quý cô chú anh chị mình. Một lô đất quá tiện ích. Tí nữa cả nhà sẽ nán lại để Thanh quay ra cái đường DT cho cả nhà mình sẽ theo dõi hết được cái đường đi lối lại thông thuận tiện của mảnh đất hôm nay Thanh quay nha. Đó, đây Thanh sắp đi hết rồi. Đây Thanh cả nhà nhìn sổ với em này, là Thanh sắp đi tới cái diện tích ở dưới đuôi của lô đất của mình rồi. Đây, tới đây là tới cái đoạn đuôi của mình. Và đường đuôi của mình là cả nhà sẽ thấy nhà cửa đông cỡ này luôn đây này. Đó, đây là em đã đi tới cái đoạn đuôi. Đoạn đuôi của mình ở đây có một cái mặt tiền đường đất đi ở kế bên thuộc của nhà hàng xóm luôn. Và ở đó của mình là sẽ có một con đường đất đi thẳng lên để em đi ra cho cả nhà mình thấy này. Bắt chú chó em sợ. Đây, em sẽ đi cho cả nhà mình cùng quan sát với em là sổ của mình thì thể hiện là một đường thôi. Nhưng mà để mà mình có thể di chuyển được là đường của mình có thể di chuyển ra tới đây luôn. Đó, đất của mình là tới đó nha cả nhà. Còn tới đây là tới đường và dân cư nhà ở hết ở đây rồi này. Đó, đây là em đang đi ra đường để cho cả nhà sẽ hiểu được là cái đất của mình nó dẫn như thế nào. Đây, từ đây của mình nha quý cô chú anh chị là mình đi thẳng ra được đường DT. Còn đây đất của mình là tới nhà hàng xóm kế bên. Và bây giờ em sẽ bật cái vị trí để cho cả nhà mình cùng xem với Thanh nè, là biết được là cái mảnh đất hôm nay Thanh quay là nó đông cỡ nào luôn, dân cư, nhà cửa. Chờ em xíu nha. Đây, Thanh đang bật vị trí cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Đây này quý cô chú anh chị, đây là đường tỉnh lộ này. Đó, và từ cái điểm xanh của Thanh đứng đó là ngay cái điểm của lô đất hôm nay của mình. Và ở đây cả nhà sẽ thấy được là trường học này và những tiện ích của mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay. Đó, bây giờ thì Thanh sẽ quay ra đường và di chuyển tổng thể để cho quý cô chú anh chị xem được là cái mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay nó gần cỡ nào luôn nha. Ở đây nha quý cô chú anh chị mình, thì Thanh vừa quay toàn bộ diện tích trong căn nhà để em di chuyển ra ngay cái đường DT tỉnh lộ cho quý cô chú anh chị của mình. Nếu như cả nhà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên thì mình chỉ cần tới ngay khu dân cư ấp Văn Hóa của ấp Tân Hiệp ở đây. Mình sẽ đi thẳng mà đây chỉ có 200m thôi sẽ tới ngay cái nhà vườn hôm nay Thanh quay. Và đường đi lối lại của mình là thẳng, thông, thuận tiện. Dân cư xung quanh là đông nghẹt như thế này luôn. Còn theo tuyến đường ở đây sẽ di chuyển lên tỉnh lộ cũng như di chuyển lên cụm trung tâm hành chính. Và bây giờ cả nhà sẽ di chuyển chạy cùng với Thanh vào trong mảnh đất nhà vườn với em nha.